7749 kiếp nạn của sao Việt tại đám cưới Minh Tú, đa số đều mất sức ra về sớm. Mọi người giữ gìn sức khỏe nha, trời thời tiết hơi nóng. Nam thư bị lột luôn mi giả nhưng lần này không cục. Trời ơi, trời ơi, trời trời. Duy Khánh than thở vì mất cha nêu. Ơn giời Hòa Minh Di giữ đúng lời hứa rồi, giao diện đi và về vẫn còn nguyên. Lúc đi. Anh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không còn tâm em vẫn xinh tươi. Lúc về. Cao lên một phố tê tan và con cô bác mua mấy năm mình. Cô dâu sức mất vị thế chính thức trong ngày trọng đại. Thằng nghệ Kiều Minh Tuấn đi ăn cưới xuống nhầm hàng xe, đưa lê hết sợ bay tóc mái, lại phải cầu xin Duy Khánh đừng kéo lên sân khấu. Còn lẽ tao kéo mày lên sân khấu nha. Tao xin mày luôn á Khánh, tao xin mày luôn á, đừng có làm vậy nha, tao xỉu cho sân khấu á nha. Tao tới là vui lắm rồi đó. Sau buổi lễ hoành tráng và xúc động của Minh Tú và ông xã, dàn khách mời đã nán lại để quậy hết mình với đôi uyên ương. Tại đây, dàn sao không tránh được loạt kiếp nạn y hề khiến dân tình cười ngã nghiêng. Dù vậy, tất cả nghệ sĩ đều tranh thủ ra về vội sau màn quậy mất sức. Lần này, Hòa Minh Di đã giữ đúng lời hứa có quậy, nhưng không đáng kể. Cử ca sĩ ra về vẫn giữ nguyên giao diện lúc đến. Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên dù bắt được hoa cưới từ cô giáo, nhưng lại để mất đôi quốc sau màn phi thân hết mình. Nhận thấy không khí chưa đủ náo nhiệt, Minh Tú quyết định tung hoa cưới lần hai bằng cả chậu cây thật được trang trí trong lễ đường. Không ngoài dự đoán, dàn khách mời lần nữa dùng hết sức bình sinh đi nhau xin phía cô dâu mới. Huỳnh Lập còn lăn xả hết mình để giành giật nhưng lại bị phục mất. Chưa dừng lại tại đây, cô dâu còn sức mất vị thế chính thức khi Hải Triều và Mai Bảo Vinh quyết giả gái giành giật chủ đề. Màn dẫn cực nhây nhưng hơi lố của cặp đôi này khiến khán giả không khỏi hoang mang. Trong khi đó, Miu Lê vừa đến đã sợ hãi tóc mái của mình không còn nguyên vẹn nên phải cầu xin Duy Khánh không kéo lên sân khấu. Nữ ca sĩ cho biết đến buổi tiệc là vui lắm rồi. Ngoài ra, Trường Giang dù tuổi già nhưng vẫn quyết hơn tôi đỏ sức vài đường đen so với Ngô Kiến Huy. Từ trước đến nay, dàn sao việc mỗi khi dự tiệc cưới của đồng nghiệp đều buông xả hết mình, thậm chí có người còn bỏ quên luôn hình tượng bao năm giữ trên sân khấu. Dẫu vậy, sự nhiệt tình của họ càng giúp ngày trọng đại của các cặp đôi thêm phần ý nghĩa và trọn vẹn. Về phía Minh Tú, nữ người mẫu là sao Việt có mối quan hệ thân thiết rộng rãi với nhiều ngôi sao. Vì vậy, tiệc cưới của cô được đánh giá là quy tụ một nửa showbiz Việt. Dân tình cũng không quá bất ngờ trước độ quậy hết mức của dàn sao Việt. Trước đó, Minh Tú gây ấn tượng với tiệc cưới độc lạ. Cô cho biết chọn giấy tái chế để giúp tiệc trở nên đặc biệt và gửi gắm thông điệp xé nhỏ giấy để vào chậu và phủ lên một lớp đất mỏng. Ngoài ra, dress có trong hôn lễ của Minh Tú cũng có phần đặc biệt khi cô quy định đúng một màu duy nhất là đen. Minh Tú lý giải tông màu này gợi sự huyền bí, sang trọng giúp khách dễ chọn đồ và làm nổi bật cô đôi chú rể trong trang phục màu trắng. Cô hé lộ không gian cưới sẽ được trang trí bằng hoa tươi. Trước đó, người hâm mộ của Minh Tú vỡ òa khi cô chính thức thông báo sẽ kết hôn với bạn trai ngoại quốc vào đúng ngày Valentine trắng. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu hạnh phúc viết: 2 năm hành trình, 5 năm yêu thương, một đời chung bước. Minh Tú chia sẻ: sau những biến động lớn của cuộc đời diễn ra trong suốt thời gian qua, Minh Tú cảm nhận được tình yêu, sự chân thành, tử tế, sẵn sàng lắng nghe, động viên, bên cạnh của anh Phép và cả hai quyết định tiến tới hôn nhân bằng một đại cưới vào tháng 4 năm 2024 này. Không chỉ tung bức ảnh hạnh phúc trong bộ váy cưới, Minh Tú còn gây bất ngờ khi chuẩn bị sẵn một video để thông báo ngày theo dàn về dinh. Nữ siêu mẫu chọn concept đơn giản, cá tính cùng chiếc khăn vàng hạnh phúc chạy khắp thành phố kèm theo bản thông báo ngày kết hôn. Chứng kiến hình ảnh hạnh phúc của nữ người mẫu, dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Được biết, Minh Tú và chồng sắp cưới quen nhau vào năm 2011. Sau nhiều thăng trầm hợp tan, đến năm 2018 cả hai gắn kết và đi cùng nhau đến ngày hôm nay. Cô và chồng thường xuyên dành thời gian bên nhau, cùng đi du lịch. Mẹ Minh Tú từng chia sẻ mẹ cô cũng dành sự yêu quý đặc biệt cho con rể. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.